đã hơn 40 tuổi và tôi đã sống chung với căn bệnh dạ dày được gần 10 năm rồi. Thì cái ngày trước tôi phát hiện ra bệnh lần đầu tiên ấy, thì là tôi đi ăn sinh nhật với cả chồng tôi. Thì hôm đấy là cả gia đình có đi ăn lẩu Thái. Thì cái món lẩu Thái thì nó lại nóng, cay. Nên là tôi ăn xong thì tôi thấy lâm tâm đau bụng. Thì càng ngày thì cái tình trạng đau lại càng nhiều hơn. Nên là chồng tôi đêm hôm đấy đã thấy vợ đau quá mới đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Đi khám thì bác sĩ cũng có chẩn đoán là tôi bị viêm huyết dạ dày, có kê thuốc tây cho tôi uống và khuyên tôi là nên ăn uống điều độ, giữ gìn để cho sức khỏe nó tăng lên, không bị tái phát lại. Tôi về tôi thấy căng thẳng thần kinh lắm, tôi bảo sao đến tuổi này tôi rất còn trẻ mà lại đã bị đau dạ dày rồi. Thì tôi cũng tìm hiểu rồi tôi uống rất nhiều loại thuốc tây, nhưng mà uống thuốc tây vào thì lại có nhiều tác dụng phụ. Tôi bị mất ngủ này, rồi là kèm theo là tê bì chân tay này, rồi những cái triệu chứng phụ như là đau đầu nữa, nên là tôi lại phải dừng. Tôi gặp một người bạn là dược sĩ, thì bạn đấy biết là tôi bị đau dạ dày lâu năm rồi, thì có giới thiệu cho tôi cái sản phẩm Yakumi được của Nhật Bản, được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và làm theo công nghệ nano lượng tử của Nhật và được các chuyên gia của Nhật đánh giá rất là cao, nên là tôi tin tưởng sử dụng. Và có những đợt mà tôi cái công việc của tôi phải ngồi phải nhiều thường xuyên thì tôi bị đau cấp, đau rất là đau. Tôi cũng uống thử thì cái triệu chứng đau của tôi nó giảm ngay trong vòng mấy tiếng sau khi uống, nên là tôi rất là mừng và tôi thấy là cái thuốc này hợp với tôi nên tôi tiếp tục sử dụng. Thì tôi đã uống được 3 tháng nay rồi thì cái triệu chứng đau dạ dày của tôi hiện gò như là biến mất, nên là tôi cảm thấy rất là vui vẻ. Tôi ăn ngon hơn này, ngủ ngon hơn này, tôi thấy yêu cuộc đời hơn. Tôi rất cảm ơn cái sản phẩm Yakumi này đã đem đến cho tôi một cái cuộc sống mới, niềm tin trong cuộc sống này tốt hơn. Như chúng ta đã biết, bệnh dạ dày hành tá tràng hay là còn gọi là bệnh đau bao tử đấy là một bệnh rất thường gặp ở trong cộng đồng, với các cái triệu chứng chính chủ yếu là nó đau ở vùng thượng vị, đau trên rốn đến dưới hõm ức, và kèm theo người ta có thể kèm theo ở hơi hoặc là ở chua, rồi cũng có thể là kèm theo những triệu chứng mà đầy tức, khó chịu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn đại tiện, vân vân. Thế thì với bệnh này đấy thì chúng ta thấy là tuy là như vậy nhưng mà nguyên nhân của nó cũng khá đa dạng, có thể là do nguyên nhân do ăn uống không phù hợp, không khoa học, dùng nhiều chất kích thích. Rồi có những trường hợp là chúng ta thấy hay gặp ở những người mà bị căng thẳng thần kinh, ta gọi là stress ấy. Đấy. Hay là cũng có những trường hợp mà chúng ta thấy là do điều trị, những cái nguyên nhân mà điều trị không phù hợp thì vẫn có thể là gây nên những cái bệnh như vậy. Tiếp nữa thì là có thể là do những cái dị tật bẩm sinh về đường tiêu hóa, hoặc là kể cả có những gia đình đã có những cái cơ địa, những cái gen ấy mà nó dễ viêm loét dạ dày hành tá tràng, ví dụ như thế. Thế thì với cái bệnh này đấy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta để diễn biến lâu dài thì có thể gây nên các cái biến chứng, tôi nói biến chứng cấp tính, ví dụ như là chảy máu ở vùng ổ loét, gọi là chảy máu tiêu hóa đấy, rồi hoặc có thể là thùng ổ loét ra sau, đấy là những bệnh cấp cứu rất là nghiêm trọng. Nhưng về lâu dài thì chúng ta có thể thấy là nó có thể chít hẹp cái đường lưu thông của thức ăn đây. Đấy, cái đó cũng là làm cho ta gọi là hẹp môn vi chẳng hạn. Hay là có những người tiến tới dần dần nó sẽ ung thư hóa. Mà cái ung thư hóa của dạ dày hành tá tràng do viêm loét vùng hang vi vân vân, đấy là những cái vùng mà chúng ta diễn biến rất âm thầm, đôi lúc chúng ta không ngờ được. Chính vì vậy thì chúng tôi cho rằng là với những người mà đã có triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng mà, thì chúng ta cần thiết là chúng ta nên điều trị sớm. Và chính việc điều trị đó cũng là một phương pháp để phòng bệnh, phòng các biến chứng. Về để điều trị vấn đề này đấy, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta có thể dùng phác đồ theo y học hiện đại. Thì chúng ta thấy là hiện nay là người ta điều trị nguyên nhân từ ngày mà phát hiện ra cái vi khuẩn HP đấy, phải gọi là Helicobacter pylori. Loại vi khuẩn này đấy thì chúng ta thấy là có khoảng 60 loại sóng khuẩn này nằm ở trong dạ dày cơ. Đấy, khi gây bệnh thì chúng ta có thể là với y học hiện đại chúng ta dùng kháng sinh để tiêu diệt nó đi. Thế rồi chúng ta có thể có những cái thuốc để trung hòa dạ dày, để bọc hút, hoặc là để có những cái cơ chế sâu hơn là để làm cho giảm tiết các cái yếu tố mà gây loét dạ dày. Đấy. Rồi thì có những cái để bọc hút
cái phủ lên các cái niêm mạc để khỏi axit dịch vị và tác động vào thức ăn, tác động lên vết thương ở trong dạ dày. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là với ưu điểm nhanh mạnh như vậy, những thuốc y học hiện đại cũng có những cái tác dụng không mong muốn. Ví dụ như là chúng ta thấy là nó có thể tác động mạnh nhưng mà nó không bền. Hay là có nhiều các cái biến động khác. Ví dụ như là chúng ta thấy là kể cả có những cái rối loạn có tâm lý sâu sắc và ảnh hưởng đến tâm lý, hoặc là có những cái mà ảnh hưởng đến chức năng của nam giới chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì bên cạnh đó thì chúng ta có một phương pháp nữa, là chúng ta có phương pháp của y học cổ truyền. Thế thì với y học cổ truyền thì chúng ta thấy là nhờ là dùng các cái vị thuốc, các cái dược liệu, dùng các dược liệu có nguồn gốc tự nhiên, mà con người chúng ta là một thực thể tự nhiên cho nên nó dung nạp tốt hơn. Và cái việc dung nạp đó chúng ta thấy là cũng có cơ cấu như vậy. Chúng ta thấy là có thể như là vị cái dược liệu chè dây chẳng hạn, thì là với chè dây thì là nó sẽ làm cho cái vi khuẩn HP nó không phát triển được. Hoặc là những cái vùng mà vùng Cao Bằng chẳng hạn, người dân quen uống chè dây thì cái tỷ lệ mắc bệnh dạ dày hình tá tràng là rất thấp. Và tiếp nữa thì chúng ta thấy là có những cái vị thuốc ví dụ như để an thần, như là củ bình vôi chẳng hạn, hay là có những cái để làm giảm cái axit dịch vị, hay là trung hóa axit dịch vị, ta gọi là ức toan, ví dụ như là lá khôi tía. Rồi ngoài ra có những vị khác mà để giảm stress, ví dụ như bạch linh, bạch truật, bạch thược, hoặc là có những chất bổ dưỡng cho cơ thể như là hoàng kỳ. Tóm lại, một cơ cấu phối ngũ ở trong công thức, ví dụ như công thức của sản phẩm Yakumi đấy, Yakumi, thì có thể đấy là một, theo lý luận y học cổ truyền, đấy là một công thức khá cân đối về điều trị nguyên nhân, cơ chế bệnh và cũng như tăng sức khỏe toàn thân. Thế thì với chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là với cái sản phẩm này đấy, thì ngày nay được kết hợp những thành tựu của khoa học y học hiện đại, đấy là chúng ta nano hóa lượng tử đi. Và nano hóa lượng tử này giúp cho các cái phân tử của thành phần sản phẩm đấy nó nhỏ đến mức là trên dưới 36 nanomet. Nhờ vậy việc hấp thu nhanh, tác động nhanh và hiệu quả mang lại đáng tin cậy. Tiếp nữa là chúng tôi thấy là cái sản phẩm lại được sản xuất từ những cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, rồi được cơ quan thẩm quyền và đặc biệt là Bộ Y tế là cấp phép để chúng ta lưu hành sản phẩm này. Thì với những sản phẩm như vậy, chúng tôi cho rằng là được thừa kế từ những cái kinh nghiệm và lý luận kinh điển của y học cổ truyền, được hiện đại hóa bởi các cái công nghệ hiện nay và được cấp phép, thì chúng tôi cho rằng đấy là những sản phẩm mà sẽ cho kết quả đáng tin cậy. Và với tính ưu việt của y học cổ truyền là nó có tính chất dung nạp dễ, không tích lũy và hầu như không có tác dụng không mong muốn. Và nhờ vậy đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi hy vọng nó là một sản phẩm tốt, an toàn, hiệu quả đối với bệnh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.